Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm có chất lượng tốt để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng trên mọi miền Tổ quốc có chung một niềm đam mê âm nhạc. Vâng, tiếp theo clip của ngày hôm nay, ngày 24 tháng 9 năm 2021, cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh xin test tiếp tục một chiếc đầu tách được thiết kế hai thớt riêng biệt. Chiếc đầu tách có modem A7400RX. Cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh cũng đã quay thông báo hàng về rất là chi tiết. Và ngày hôm qua cửa hàng cũng đã nhận được đơn của khách hàng đã chốt, và anh cũng là những vị khách hàng thân quen với cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh, luôn ủng hộ các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, vậy những sản phẩm chất lượng tới tay quý khách hàng thì cũng đã được rất nhiều khách hàng yêu thích những sản phẩm như vậy. Và khi sản phẩm đẹp thì có giá trị có đắt hơn một chút, nhưng các bác khách hàng cũng vẫn yêu thích những sản phẩm như vậy. Ngày hôm nay thì tiếp tục một chiếc đầu tách A7400RX đã được anh khách hàng có địa chỉ tại Mỹ Đức, Hà Nội chốt đơn. Vâng, anh khách hàng có địa chỉ tại Mỹ Đức, Hà Nội chốt đơn thì trong thời gian gần đây anh cũng đã chốt rất nhiều các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi nhé. Vâng, và đây là sản phẩm rất đẹp và nguyên bản, còn nguyên cả dây zin. Vâng, vậy ở clip này cửa hàng xin gửi cho anh Trần Xuân Hải, anh có địa chỉ tại thôn Bột Xuyên, xã Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội. Anh chốt một chiếc đầu tách 7400 và một bộ băng tách có chương trình là Thanh Tuyền 12. Vâng, vậy sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết lại một lần nữa và test nhạc gửi cho khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết những sản phẩm gì đã có chủ và những sản phẩm gì hiện còn bên cửa hàng, để quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng các bác biết những sản phẩm gì còn để khách hàng có thể chốt đơn cho dễ dàng hơn ạ. Vâng, đây là một chiếc đầu tách 7400 và là dòng cao cấp nhất của hãng tách nhé. Đây là đàn anh cả luôn ạ. Vâng, với những chiếc đầu tách thì bên cửa hàng cũng đã thường cung cấp những chiếc đầu 7400 ra thị trường rồi. Và đây là một modem rất khủng, cũng như là những chiếc đầu băng cối Pro 1000. Các bác có thể được biết bên cửa hàng có đến 7 bộ Pro 1000 xuất ra thị trường cho quý vị và các bạn rồi. Vâng, và sản phẩm này thì quý khách hàng có thể thấy thiết kế của sản phẩm, nó có hộp và lắp ở phía sau, phía trước. Vâng, và đây là một bộ thiết bị còn nguyên cả dây zin. Ngày hôm qua thì cửa hàng nhận được rất nhiều những vị khách hàng mà muốn mua sản phẩm này, nhưng các bác lại năn tăn về giá của sản phẩm, nhưng không phải đâu ạ. Tùy theo độ đẹp của sản phẩm cũng như những sản phẩm mà dây không còn zin thì có thể là rẻ hơn rất là nhiều. Vậy quý khách hàng phải mua sắm các bác mới biết là sản phẩm nào nó như ở shop nào nó chất lượng như thế nào thì với xứng đáng với mức tiền mà các bác bỏ ra nhé. Điển hình như những chiếc Omni 9090DB cũng vậy. Tại sao cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh vẫn có những sản phẩm có 48.500.000 nhưng có những sản phẩm lên tới trên 50.000.000? Thì chắc hẳn quý khách hàng cũng thường biết là chất lượng nó như thế nào rồi. Nên những vị khách hàng mà có mặc cả giá thì bên cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh cũng không bán được với mức tiền rẻ hơn. Bởi vì sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Nữ Hạnh là những sản phẩm được cô chủ shop lựa chọn rất là kỹ. Và khi mua sản phẩm lựa chọn, ví dụ như là một lô hàng có 10 chiếc, cửa hàng chỉ nhận được 1-2 chiếc thôi, thì chắc hẳn là các bác khách hàng cũng biết là sản phẩm đó đắt như thế nào rồi, đúng không ạ? Vâng, vậy clip này thì cửa hàng cũng chỉ thông báo ngắn gọn như vậy và test cho quý khách hàng một chiếc đầu tách A7400 ngày hôm nay. Và cửa hàng đang phối ghép đây thì với một cặp loa JBL L65 Dubai này. Vâng, và một chiếc Omni Acouphase E305V. 305V thì tại thời điểm này nó đang có giá là dưới 60.000.000. Cặp loa JBL L65 Dubai thì nó có giá trên 70 nhé. Vâng, và bộ sản phẩm tách 7400 này có giá dưới 62.000.000 đồng. Vâng, vậy khách hàng cũng đã chuyển khoản đặt hàng cho cô chủ shop trong buổi chiều ngày hôm qua rồi. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ cho lớn volume một chút, quý vị và các bạn cùng thưởng thức chất âm của chiếc đầu tách 7400 này. You.
đang test ở cuốn băng hai check đây nhé. Vâng, quý vị và các bạn cũng đã được nghe chất âm và cũng không xa lạ gì với những sản phẩm như vậy nữa rồi. Và để kết thúc video này, cửa hàng sẽ test tiếp sản phẩm nữa được vị khách hàng chốt đơn có địa chỉ tại Hà Nội. Thì trong buổi tối hàng về ngày hôm trước thì cửa hàng có về được một cặp đôi đầu CD cao cấp của hãng Acouphe, hàng mới tinh vừa ra mắt cho quý vị và các bạn, là một chiếc đầu CD DP450 có giá dưới 105 triệu và một chiếc Omni Acouphe mới tinh giá dưới 132 triệu. Thì chiếc Omni E480 đã được khách hàng có địa chỉ tại Thạch Thất Hà Nội chốt đơn. Vâng, để sau đây cửa hàng sẽ khui thùng chiếc Omni Acouphe E480 để thông báo cho khách hàng có đơn đặt hàng. Vâng, vậy quý vị và các bạn đang yêu thích kênh của cửa hàng âm thanh Như Hạnh có thể vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút chuông ở góc bên tay phải màn hình. Quý vị và các bạn nhận được những thông tin mới nhất hàng ngày về trong ngày. Vâng, và những vị khách hàng có thể truyền tải kênh của cửa hàng âm thanh Như Hạnh tới anh em bạn bè người chơi audio được biết tới tất cả các sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Như Hạnh cung cấp. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.